Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Chúng ta sẽ đến với một kèo tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay với 320 tỷ. Và bác chủ muốn tôi nâng cấp cái đội hình này với tuyển Pháp. Nơi mà ở đấy thì tôi đã nhìn thấy những con hàng ở hàng công cũng tương đối là chất lượng rồi. Chúng ta có Henry, có Benzema, bộ tứ vệ có Upa, có Varane. Tôi nghĩ là bộ tứ vệ này là uy tín luôn. Bên trái có Theo Icon và bên phải có Ferland Mendy. Nói chung là cũng khá đu đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm hai lựa chọn ở hàng công và hai con trụ, và kết hợp với đó là một con thủ môn nữa anh em nhé. Và bây giờ thì anh em hãy theo chân tôi đến với những lựa chọn đó nhé. Anh em phải góp ý cho tôi, anh em muốn thấy ai trong đội hình của tuyển Pháp này. Thực ra Pháp thì có rất là nhiều những lựa chọn ngon. Đầu tiên tôi sẽ ưu ái những con hàng cộng 5 tầm 111, 112 vắt lên. Benzema bạn ấy có rồi. Khả năng cao là tôi làm con Mbappe anh em ạ. Gì thì gì, chủ tịch thì không có thì cũng rất là cấn anh em ạ. Với chủ tịch thì anh em có thể lựa một trong hai mùa này nhá. Mùa 22 UCL, mùa World Cup. Nói chung thì mùa này cũng hay, mùa này có thêm cả bấm bóng luôn. Anh em mà thích bấm bóng thì anh em lựa mùa 22U này cũng rất ngon. Cái mức giá chênh lệch nhau thì nó gấp đôi. Tôi nghĩ là không đáng lắm. Anh em lấy con Mbappe mùa này là được nhá. Chỉ cần mùa này thôi anh em ạ. Anh em mút 45 tỷ là ok là về. Ngoài ra nữa anh em mình có thể lấy một con Antoine Griezmann là chạy cánh này. Con này tôi nghĩ là cũng là lựa chọn hay. Antoine Griezmann có mùa BVKFC và mùa HG. Mùa này ngon hơn nhá. Nói chung là hòm đấy, để đẩy xuống hàng tiền vệ em nào. Tiền vệ mà bú ngay con Perti này thì hơi cao tiền nhở. Thế lấy con Perti mùa này thôi nhở. Perti mùa LH này thôi. 35 tỷ này. Kết hợp với con Vieira, Vieira, Popa đều là lựa chọn ngon nhá. Tính ra team Pháp này rất là nhiều cái lựa chọn hay này. Xem con nào cộng 8 nghe đổi vía tí không nhở. Anh em nhở, thử hàng cộng 8 thế nào, hay ho. Có Vieira BTB à, Vieira MC. Có cần thiết không? Tchouameni. Nói chung là mua mấy con mới một tí này. Bét nhất là mấy con Rabiot này. Ủa con Rabiot đang bị xả min à? Xả min là đéo có mùi, nó đéo thơm này anh em ạ. Xả min nghe mùi nó... Mẹ con Perti có ở mùa này à? Biết thế mua con mẹ MC5 nhở? Tôi vẫn mua được mà. Tôi nghĩ là lấy con MC hợp lý hơn anh em ạ. Tôi nghĩ là con Perti lấy con MC8 anh em nhé. Mà nó lại đỡ được mấy lương. Chắc là Vieira nếu mà lấy thì chắc là tôi sẽ lấy mùa nào cộng 5 thôi vậy nhở. Con này trăm mấy chục tỷ này thì cũng hơi cao. Tuyến giữa thì quan trọng đấy, nhưng mà để mà nó mua gần hết tiền như thế này tôi nghĩ cũng không nên. Tôi nghĩ là lấy một con cộng 5 đi nhá. Thì chắc là tôi lấy con Patrick. Không thì lấy Popa cũng được các bạn ạ. Popa là lựa chọn hay. Vieira các bạn chỉ được mua được mùa này thôi. Nếu các bạn thích đổi thì có thể đổi sang Popa cũng được nhá. Popa sút tốt hơn hẳn nhá. Nếu về khả năng tấn công thì Popa tốt hơn hẳn. Popa thì anh em có mùa BVKFC. Mùa này thì săn thì chắc là vẫn săn được. Mua con mẹ luôn, đỡ phải đau đầu. Lấy Popa Perti đi nhá. Tuyến giữa nghe vẻ chốt cứng được đấy. Chắc là thế thôi nhở. Đôi trụ có rồi. Mbappe hàng công rồi. Bây giờ dư nhiều tiền đấy nhá. Bây giờ dư 160. Bây giờ phải thêm một con tiền đạo nữa anh em ạ. Cần một con tiền đạo nữa. Benzema hay là lâng con Henry lên nhở. Con Henry này có vẻ có phèn quá. Henry ra cánh được nhá. Bên này là Mbappe hoặc Mbappe đầu tàu. Đang tính lấy một con nào đó đổi vía đi một tí. Một cánh nữa hoặc là một tiền đạo nữa cũng được. Tôi nghĩ là lấy con Antoine Griezmann vẫn được. Tôi còn chưa mua con thủ môn nào đã. Thế tôi mua con thủ môn cộng 8 cho chủ đã nhá. Làm con thủ môn cộng 8 nhìn xịn xịn tí vậy. Gọi là cũng nâng cấp. Chắc là có Areola là được rồi. Nhờ Areola mùa úp. Gọi là Areola nhá. Con này bú được 38 tỷ. Thế còn 120. Tôi xem lại cân hệ thống lương này xem nào. Thực ra đội hình này chỉ cần mua thêm mấy con thôi. Rồi tôi cân lương thử cho anh em xem nhá. Ở đây thì Benzema là đây này. Ok Bill nhá, chúc mừng em trai nhá. Thực ra Mbappe đá tiền đạo luôn được không ạ? Henry này đẩy ra cánh. Henry BKFC này. Chắc là cho Mbappe đá đầu tàu. Mbappe 22 UCL là đủ dùng rồi. Còn cánh này là đang bỏ ngỏ này. Ở đây thì có Popa BVKFC này. Con này tôi nghĩ là cũng mua được thôi. Perti LH8 này. À MC8. Chỉ được 114 luôn đấy. Ngon chuét luôn. Cặp trung vệ bác chủ có sẵn rồi. Có Upa này. Upa 22U và Varane. Chúng biết đội hình này có phải cân lương không nhỉ? Tôi nghĩ là đéo phải cân lắm đâu. Ở bên này thì có Theo Hernandez này. Cộng 6.
Nói chung theo bên này cân lương thì quá dễ rồi. Areola này. Ủa thì dư lương ấy chứ. 46 lương cho hai thằng này thì thoải mái luôn ý. Ở đây đang tạm là Ferland Mendy này. Ủa thế dư quá nhở. Ferland Mendy 22 U này, 20 U này. Thế thằng này làm sao 30 lương vào đây được nhở. Thừa lương ấy. Có khi là phải lưng con Mendy lên một tí. Theo icon chắc là vẫn giữ lại. Theo icon chắc không bỏ được. Một cánh nữa hoặc một tiền đạo nữa. Ra là em nghĩ là anh em chỉ cần là con Antoine Griezmann này là được rồi. Hợp lý là chỉ cần con này thôi. 61 tỷ vào đây là ok. Con này vào đây anh em đặt lòng đặt liếc là ok luôn, mượt cứt luôn. Cái hệ thống này là lương đúng là kiểu ngày xưa đấy. Hệ thống này là đúng ngày xưa, 235 lương là anh em chơi hệ thống kiểu này. Cái tạm thời là như thế này này, bây giờ còn mua thêm dự bị thì mua này. 62 tỷ tôi làm cái con hàng trên hàng công nữa. Để tôi check qua xem còn một vài những option nào anh em mình bù nốt nhá. Tôi thì tôi chưa đá Nakazet mấy này. Mua này nhìn chỉ số mướt phát đấy chứ. Hoặc là Nkunku cũng được này. Bồi thêm một Nkunku chạy cánh nữa nhá. Nkunku đi anh em ơi. Nkunku. Thằng Nkunku này là lương 24 là có thể thay thế cho Antoine Griezmann được này. Ok nhá. Thì tôi sẽ có Nkunku dự bị. Đó, Nkunku này có thể tôi đẩy đuổi con mẹ con Mendy đi đi. Tôi lấy một con lương 21 hàng thủ nó cho nó to luôn anh em ạ. Kalulu à. Để mẹ chạy nhanh thế. Chỉ số nào. Ủa, Pamakeno có rồi, có Pava. Pava 21 U. Ferland Mendy thì nâng hết mùa này. À, Pava có mùa này. Ừ, mùa này rẻ đấy. Thế thôi anh em ơi. Rẻ thì tôi ưu ái rồi, có 3 tỷ thôi. Thằng này mua 2 tỷ 7 nó cũng bán. Đấy, nó vừa lương, anh em mình nhìn nó múp luôn ạ. Còn đâu thằng Ferland Mendy thì kia vẫn dự bị. Được chưa ạ? Cánh thì chỉ tầm 2 tỷ thôi, cần đéo gì nhiều anh em ạ. Nó thế này là được rồi, nhìn lương 240 nhìn nó bảo ủa thằng này build team led thế nhở. Build đéo gì, liêng nó vừa khít nó đít. Nhìn nó cũng Hawaii. Thì bây giờ mua thêm con dự bị nữa nhá. Nkunku này. Nkunku là lấy mùa 22 U là con ấy ngon rồi. Lực bây giờ là còn 24 tỷ nữa. Mua dự bị thì anh em tầm khoảng 110, 111 quay xe thôi. Tầm 108 bắt đầu lên. Đấy, mấy con hàng chạy cánh này như kiểu Diaby này anh em này. Thằng này chỉ ăn với chạy khiếp đòn luôn đấy. 20 tỷ. Không thì anh em lấy Coman này. Coman rút mùa này thì hơi ngu tí nhưng mà được cái ăn với chạy là tốt. Coman thì thôi lấy mùa này để ăn với chạy là được rồi. Coman đầu tư đéo thì nhiều. Chỉ đầu tư nó chạy thôi. Mùa nào chạy nhanh thì mua là được rồi nhá, 3 tỷ. Ở tiền vệ, nếu như tiền vệ thì anh em thích làm con nữa cũng được. Còn Vieira mà mua được mùa này tôi nghĩ cũng mua ok. Patrick Vieira về đá CB hoặc đá CDM được. Mùa này săn được thì săn, không săn được thì thôi. Bây giờ trả cái giá lên một tí nhá để hàng nó về sớm nhá. Thì thôi, tôi nghĩ là cũng được rồi. Có Nkunku, có Coman là dự bị là ok rồi mà. Thế thôi. Thường thường tôi hay thay vị trí đấy thôi, cả con Vieira nữa nhá. Có cả Patrick Vieira dự bị nữa đấy. Dày phết đấy. Thế thôi, bây giờ đổi sang khác nhá. 3 days later. Rồi, cuối cùng thì sau một ngày trở lại với đội hình của tuyển Pháp thì chúng ta đã hoàn thiện xong một đội hình vô cùng đẹp trai. Nhưng vị trí gác đền nó lạ lắm. Lafond của mùa 22 NG có mặt trong đội hình này. Tôi vào tôi tức, chỉ muốn xóa đi. Nhưng rất may bác chủ đã khóa nó lại. Đây là một con hàng tạo điểm nhấn. Nhưng mà thôi tôi xin phép đã ban lệnh vĩnh viễn không sử dụng Lafond. Lên ngày hôm nay xin phép Lafond ra ngoài. Và xin phép Lafond lên thị trường chuyển nhượng nha. Ok, công việc đầu tiên là như vậy. Cuối cùng thì đội hình nó sẽ như thế này. Một đội hình tôi đang sắp xếp là 4-2-1-3 với Henry của mùa BVFC đá cao nhất tràng công. Đôi cánh sẽ là Mbappe và Antoine Griezmann. Vị trí nhạc trưởng là Karim Benzema với mùa Real Madrid. Đội trụ có Pogba cùng với Perti. Đều là cho những lựa chọn tuyệt vời. Cặp trung vệ sẽ là Upamecano và Varane của mùa BVT. Varane của mùa BTB thì thực sự quá ngon Upa rồi. Hai con trung vệ chạy rất nhanh luôn. Thủ thành Areola thay thế cho Lafond. Bên phải có Pava và bên trái sẽ là Theo Hernandez. Mức lương vẫn còn dư 2 lương để anh em thể nâng cấp thêm. Ở dự bị cũng rất nhiều những cái tên nổi bật. Ở dự bị có David Ghilola, có Terrier, có Cantona, có Nkunku, có Rabiot, có Ferland Mendy và có Lucas Hernandez. Team dày nhờ. Một trong những đội hình của tuyển Pháp tôi đánh giá cũng rất cao với hệ thống này. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những lựa chọn. Mình xin lỗi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo của đội hình Pháp này. Thực ra đây là những diễn biến đầu tiên, còn tiếp theo đéo đâu nhỉ? Đọc như văn vậy. Rồi, những sự trải nghiệm đầu tiên với tuyển Pháp. Chấp đối quả rưỡi. Chạy 3-0, tin chuẩn, anh em theo tôi luôn đi. 3-0 nhá. Bây giờ mà xét được quả thủ môn nó làm mà FST được nhỉ. Như ngày xưa ấy, nó có cái kiểu đấy.
Từ từ thôi. Đứng đây từ chiều luôn mà. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Đứng đây từ chiều, an toàn Griezmann. Henry, rồi bàn đầu tiên. Chờ hơi lâu ấy nhá, bàn đầu tiên là chờ hơi lâu rồi đấy. Chờ hơi bị lâu ấy nhá. Party, khó lắm. Rồi ok, của em đều mặt nó. FD vào mặt nó. Đó là Mbappé. Chân trái lét nhờ. Đẹp nhanh thật. Anh em tin tưởng tôi quá mới dám đưa cái kèo như vậy nhỉ. Sao? Xong mà nhìn đường bóng biết xong luôn đấy. Ngay sát thủ môn. Em mua được. Chơi kèo Henry phút 82 bàn 40k được không anh? 80 à? Hai bàn ok luôn đấy, nhận. Nhận. À đù, 82 bàn ok. Xong rồi này. Ủa, Pogba ra chân quả nét nhờ. Đứng đây từ chiều. Đứng đây từ chiều. Mẹ đéo về kịp luôn ạ, đau nhờ. Cho nó cửa. Đây là Mbappé thoáng quá nhờ. 3-1. Một rồi, chắc mỗi là phương bắt nổ. Nope. Bắt được luôn à? Rồi, sớm muộn thì nó cũng xảy ra thôi mà. Ơi hả? Hay quá nhờ. Của các bạn ơi. Ben chưa? Đéo kéo vào Ben nhờ. Xong rồi đấy. Kèm tao gái Marcelo. Thằng trong nữa. Kèm bọn tao gái. Ben. Chỉ có cách này. Chỉ có đúng cách này ngăn cản được Antoine Griezmann mà thôi. Vỡ mặt thằng thủ môn. Vỡ cái mặt thằng thủ môn luôn. Sớm muộn thôi mà. Em vui quá ạ. Nhất mày là gì nữa, nhất mày là gì nữa. Tin vui của em trai, anh buồn luôn này, sao lại như nào nhờ. Nó đấm tôi, sao tôi đấm nó đâu nhở. Không thể hiểu nổi tôi có làm gì nó đâu mà. Tôi chỉ ôm nó nhẹ cái tình cảm tí cơ mà. Có hai cái mạng. Nhưng đó là Antoine Griezmann. Đó, nhìn thấy Areola bắt nó êm cái tay nhờ. Có tí cầy đứng giữa kinh ấy nhờ. Cầy lát tiếng giữa luôn. Party này đá khủng khiếp thật. Toáng thế nhờ Antoine Griezmann kìa. Ở đấy nó cũng ăn được à, Henry kìa. Theo ai lớp là bú cái kèo mà chuẩn luôn mà em đạt.
Tòng. Đó là Henry. Có hai bàn rồi nhưng không phải là cùng một hiệp. Voi tôi không bao giờ tôi sợ. Riêng con voi tôi không bao giờ tôi sợ. Cái tôi sợ là con son này này. Nó đúng sợ thật, đúng sợ thật. Đây rồi, bàn đầu của Henry. Đến luôn này. Đến luôn. Bàn đầu mà. Bàn đầu mà. Rồi Mbappe. Henry lên đây bù đi. Quả đấy mà là Henry thì hay nhờ. Đó là Kylian Mbappe. Được chưa? Kèo này không bú kèo nào bú. Kèo này không bú kèo nào bú. Trời ơi. Xong rồi đấy. Tiền về. Tiền về, tiền về, tiền về. Đây. Đây là cái sự nỗ lực. Trả kèo luôn anh ơi, 10k cho sự cố gắng của anh y lớp. Nice. Quá chuẩn. Sự cố gắng anh sẽ được đền đáp mà. Quả kèo là anh húp ngay. Đúng những phút cuối đấy nhá. Những phút cuối cùng tôi đạt được. Tí check quả Minh Anh. Nếu đúng là top 20 tí anh va thử. Quay cho sút dễ vào thế nhở.